Vâng, xin kính chào toàn thể tất cả các bạn ạ. Hiện tại thì admin của fanpage Moto Sài Gòn.vn đang có mặt trực tiếp tại cảng để livestream toàn cảnh với lô hàng Kawasaki W250 vừa được đơn vị nhập khẩu, đó chính là showroom thưởng Moto cho về cặp bến. Thì với lô hàng Kawasaki W250 này thì cũng là lô hàng đầu tiên được cập bến tại Việt Nam do đơn vị nhập khẩu, đó chính là showroom thưởng Moto. Xin tất cả các bạn hãy like và share ủng hộ cho fanpage Moto Sài Gòn.vn ạ. Và tất cả các bạn cần biết thêm thông tin chi tiết gì về dòng Kawasaki W250 thì xin kính mời các bạn có thể truy cập vào fanpage Moto Sài Gòn.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến showroom thưởng Moto để được hỗ trợ tư vấn cũng như là báo giá chính xác nhất. Và thì giờ đây thì admin của fanpage Moto Sài Gòn.vn sẽ livestream trực tiếp toàn cảnh cũng như là cận cảnh từng bộ phận chi tiết của Kawasaki W250 này cho tất cả các bạn xem ạ. Các bạn hãy like và share ủng hộ cho fanpage Moto Sài Gòn.vn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và với lô hàng Kawasaki W250 vừa được đơn vị nhập khẩu, đó chính là showroom thưởng Moto cho về tại Việt Nam. Thì với dòng sản phẩm này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Đây các bạn có thể xem. Đây là góc lái của Kawasaki W250 và đây là hai cụm đồng hồ. Một bên là thể hiện vòng km và một bên là thể hiện vòng tua máy. Với dạng đồng hồ này sẽ được tích hợp cả hai loại, đó chính là đồng hồ cơ và đồng hồ điện tử. Với dòng Kawasaki W250 này thì vẫn còn sử dụng hệ thống khóa cơ đây. Đây là chìa khóa của Kawasaki W250. Có thể nói thì trong năm 2018 này thì dòng Kawasaki W250 là một dòng sản phẩm được trông chờ. Thì trước đó thì bên đơn vị nhập khẩu showroom thưởng Moto cũng đã cho về dòng Kawasaki W175. Và giờ đây thì tại showroom cũng như là lần đầu tiên tại Việt Nam cũng đã có mặt lô Kawasaki W250 này. Với dòng Kawasaki W250 này thì chúng ta có thể thấy sự mạnh mẽ của khối động cơ. Tuy là nó một máy nhưng mà nhìn khối động cơ chúng ta có thể thấy được sự mạnh mẽ, rất là uy lực của nó. Và với dòng Kawasaki W250 này thì với cái nhìn đầu tiên thì chúng ta có thể thấy được với góc độ thiết kế rất là sắc sảo và đẹp, đúng không ạ? Dạ, xin chào anh Ken Lê ạ. Anh có thể truy cập vào fanpage Moto Sài Gòn.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến showroom thưởng Moto để nhận được tư vấn hỗ trợ cũng như là cập nhật cái giá chính xác nhất cho anh nhé. Cảm ơn anh hãy like và share ủng hộ cho fanpage Moto Sài Gòn.vn ạ. Xin chào anh BM Nguyễn ạ. Anh có thể truy cập vào fanpage Moto Sài Gòn.vn hoặc để lại số điện thoại để nhận được sự tư vấn hỗ trợ cũng như là cập nhật giá chính xác nhất cho mình anh nhé. Anh hãy like và share ủng hộ cho fanpage Moto Sài Gòn.vn ạ. Hiện tại thì tất cả các bạn đang xem livestream trực tiếp toàn cảnh lô hàng Kawasaki W250 vừa được đơn vị nhập khẩu, đó chính là showroom thưởng Moto cho về cập bến tại Việt Nam. Và đây cũng chính là lô hàng Kawasaki W250 đầu tiên được về Việt Nam. Với lô hàng Kawasaki W250 này thì được đơn vị nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia về nha tất cả các bạn nhé. Và hôm nay thì admin của fanpage Moto Sài Gòn.vn cũng đã sắp xếp được thời gian có mặt để cho quý vị các bạn có một cái toàn cảnh sơ lược về dòng Kawasaki W250 này.
với lô hàng với dòng Kawasaki W250 này thì đã được sản xuất tại Indonesia và được đơn vị nhập khẩu, đó chính là showroom Thưởng Mô Tô nhập khẩu nguyên chiếc về tại Việt Nam. Và Kawasaki W250 sẽ có mặt tại showroom Thưởng Mô Tô số 415 đường Phạm Quang Đồng, phường Linh Đông, quận Thủ Đức. Quý khách có thể đến trực tiếp showroom nói trên để mình tham quan cũng như là ngồi thử xe để cảm nhận những cái cảm giác về dòng Kawasaki W250 này. Và đây là phanh đĩa phía trước của Kawasaki W250 này. Thì với dòng Kawasaki W250 này đó là dòng cổ điển, cho nên là phía sau, thắng phía sau sẽ là thắng cơ nha các bạn nhé. Đây là toàn cảnh phía trước của Kawasaki W250. Xin chào bạn đứa trẻ khu khờ. Bạn có thể truy cập vào fanpage motosaigon.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến showroom đơn vị nhập khẩu, đó chính là showroom Thưởng Mô Tô, để cập nhật giá chính xác nhất cho mình bạn nhé. Cảm ơn bạn ạ. Và đây là toàn cảnh lô hàng Kawasaki W250 vừa được đơn vị nhập khẩu showroom Thưởng Mô Tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia về. Hiện tại thì admin của fanpage motosaigon.vn đang có mặt tại cảng để livestream trực tiếp toàn cảnh với lô hàng Kawasaki W250 vừa được đơn vị nhập khẩu, đó chính là showroom Thưởng Mô Tô cập bến về cảng. Và đây cũng chính là lô hàng Kawasaki W250 đầu tiên về Việt Nam. Với lô hàng này thì hiện tại được showroom Thưởng Mô Tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia về nha các bạn nhé. Xin chào bạn đứa trẻ khu khơ ạ. Bạn vui lòng thông cảm, hiện tại thì admin của fanpage motosaigon.vn cũng mới vừa được nhận được thông tin, đó chính là bên showroom Thưởng Mô Tô cho về lô hàng Kawasaki. Thì hiện tại thì admin của fanpage Moto Sài Gòn cũng chưa cập nhật được cái giá chính xác nhất cho mình. Thì cho nên là bạn có thể là truy cập vào fanpage Moto Sài Gòn để hoặc là liên hệ trực tiếp đến showroom Thưởng Mô Tô để nhận được cái báo giá chính xác nhất cho mình bạn nhé. Cảm ơn bạn rất là nhiều, bạn hãy like và share ủng hộ cho fanpage Moto Sài Gòn.vn ạ. Và cũng xin nhắc lại tất cả các bạn rằng đấy chính là lô hàng Kawasaki W250 này cũng là lô hàng đầu tiên được về Việt Nam và được đơn vị nhập khẩu, đó chính là showroom Thưởng Mô Tô mới cho về cập bến ngay trong hôm nay. Và admin của fanpage motosaigon.vn cũng đã sắp xếp được thời gian để đến trực tiếp để có những thước phim, những hình ảnh cụ thể và chính xác nhất để cho tất cả các bạn mình tham khảo với lô Kawasaki, dòng Kawasaki W250 này. Với kiểu dáng cổ điển và dòng Kawasaki W250 này có thể nói là một mẫu sản phẩm được trông chờ nhất trong năm 2018 này. Đây là phần phía đèn hậu cũng như là xi nhan trái phải phía sau của Kawasaki W250. Đây là phần phanh sau của Kawasaki W250 đi khách nhé. Với dòng cổ điển thì đặc biệt về dòng cổ điển thì phanh sau vẫn là phanh cơ nha khách nhé. Đây là toàn thể khối động cơ của Kawasaki W250. Quý khách có thể thấy được sự mạnh mẽ và uy lực của dòng 250 này.
Hiện tại thì tất cả các bạn đang xem livestream trực tiếp toàn cảnh với lô hàng Kawasaki W250 vừa được đơn vị nhập khẩu, đó chính là showroom Thưởng Mô Tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia về. Và với lô hàng Kawasaki W250 này cũng chính là lô hàng đầu tiên được về Việt Nam, được showroom Thưởng Mô Tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia về. Thì tất cả các bạn và quý khách hàng có thể đến trực tiếp showroom số 415 đường Phạm Văn Đồng, phường Linh Đông, quận Thủ Đức để tham quan cũng như là ngồi thử cái cảm giác của dòng Kawasaki W250 này. Hiện tại tất cả các bạn đang xem admin của fanpage motosaigon.vn livestream trực tiếp toàn cảnh với lô hàng Kawasaki W250 vừa được đơn vị nhập khẩu showroom Thưởng Mô Tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia về Việt Nam. Và với lô hàng Kawasaki W250 này cũng có thể nói đây chính là lô hàng đầu tiên được về Việt Nam. Và giờ đây thì xin cho admin của fanpage motosaigon.vn kính chúc cả nhà mình có một kỳ nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ, và xin hẹn gặp lại tất cả các bạn trong kỳ livestream lần sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều.